Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2022 cho đại diện Hội Cựu Chiến binh các xã phường thị trấn, các huyện, thành phố và khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tuyên truyền phổ biến nội dung luật giao thông đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông, Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là việc làm thiết thực giúp cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.